Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Cuộc Sống Khỏe của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Làm sao để lựa chọn sữa phù hợp nhất cho trẻ là nội dung sẽ được đề cập trong câu chuyện y tế cuối chương trình hôm nay. Thông tin về bệnh rối loạn tiền đình sẽ có trong phần trao đổi giữa phóng viên với bác sĩ trong mục hỏi đáp y tế. Mở đầu chương trình sẽ là sổ tay y học với hướng dẫn cách sơ cứu gãy tay và cách xử lý làn da bị cháy nắng. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Trong sinh hoạt lao động hàng ngày, chúng ta có thể gặp những tai nạn bất ngờ, trong đó thường gặp nhất là gãy xương và đặc biệt là gãy xương cánh tay. Sơ cứu người bị gãy tay đúng cách sẽ giúp giảm thiểu các nguy cơ chấn thương nghiêm trọng và làm giảm được 70% biến chứng do gãy xương. Mục sổ tay học hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn cách sơ cứu người bị gãy tay qua sự chia sẻ của bác sĩ Vũ Văn Hiến, Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào. Khi chúng tôi tiếp nhận bệnh nhân ở tại chỗ thì một số các cái nạn nhân được đưa vào do đồng nghiệp hoặc người đi đường đưa vào thì đa số người dân chúng ta hầu như cũng chưa được trang bị đầy đủ cái kiến thức năm kỹ thuật cấp cứu. Chính vì thế mà người ta biết cái gì người ta làm cái đó. Cái thứ nhất là ví dụ như vết thương là người ta băng không chặt, không đủ băng, không có băng hoặc băng chưa đủ chặt, máu vào vẫn chảy dần dần. Cái thứ hai là trong quá trình vận chuyển bệnh nhân gãy xương, như người dân người ta không biết, người ta vận chuyển một cách người ta cứ bế bệnh nhân thì chân đi nùng lẳng, cái xương nó gãy, nó cứ chọc đi chọc lại, nó làm tổn thương thêm, làm bệnh nhân đau thêm. Về phương pháp cái cấp cứu những bệnh nhân chấn thương, bước đầu chúng ta đều là phải là giảm đau cho bệnh nhân. Nếu vết thương hở thì chúng ta sẽ băng vết thương cho bệnh nhân, sau đó ta cố định tạm thời gãy xương bằng rất nhiều các loại lẻ. Ví dụ như thông thường chúng tôi ở tuyến huyện thì chúng tôi cứ dùng cái nẹp gỗ mà chúng ta tự tạo được, nó vừa rẻ, nó vừa thuận tiện. Hai, ngoài ra nó có một số các cái lẹp như nẹp crame, nó nằm kim loại. Nếu một vết thương gãy xương mà có vết thương thì chúng ta băng vết thương, sau đó là ta buộc, nếu mà ở chi trên thì ta buộc cái tay vào thân người, hoặc là dùng gậy hoặc là que, hoặc xung quanh ở đấy là chúng ta có bất cứ cái gì có thể là nó thay thế được cái nẹp, người ta sẽ lẹp cái chi mà bị tổn thương vào. Nếu không có lẹp thì chúng ta có thể là buộc cái tay vào thân người. Nếu chân thì ta cũng băng xong, người ta buộc cái chân gãy và chân tành. Các bước thực hiện thì chúng ta sẽ tiến hành là băng vết thương. Nếu có vết thương chảy máu ta phải băng vết thương trước, sau đó ta đặt lẹp và ta tiến hành là băng bó. Đặt nẹp thì là quy định là đặt nẹp khi mà gãy một cái chi xương của một cái chi nào đó thì ta phải đặt nẹp dài hơn cái phần xương mà chúng ta gãy, để ta đủ cái phần băng để ta cố định nó vào cái chân. Thì chúng ta đặt thừa quá trong quá trình vận chuyển nó rất là phức tạp. Hai là chúng ta đặt ngắn quá thì trong quá trình mình băng thì nó không đủ chặt, thì nó không còn tác dụng nữa. Chúng ta băng đủ chặt vừa phải. Nếu mà gãy xương thì chúng ta phải cố định được một khớp trên hoặc một khớp dưới cổ gãy. Trong khi quấn băng nẹp chúng ta phải quấn đủ chặt. Ví dụ như là vết thương nó đang chảy máu, chúng ta băng làm sao mà khi máu nó không còn chảy ra nữa thì đấy gọi là đủ chặt. Nếu mà chúng ta mà băng chặt quá là không được. Chặt quá là làm cho đầu chi, cái phần phía dưới vết thương nó không có máu nuôi dưỡng, là nó tím đen thì nó sẽ gây đến hoại tử. Thì chúng ta cũng lưu ý. Băng quấn nẹp thì là khi mà vết thương người ta băng rồi, đúng không? Thì ta có thể đặt nẹp vào ngoài. Đấy thì có thể những băng cái vết thương đấy, nhưng mà người ta phải chừa cái vết thương, hoặc là có cái đang trong của thức cấp cứu thì có vết thương mạch máu thì bao giờ người ta cũng có ký hiệu là cái vải đỏ ta để cài túi áo ngực. Thì bác sĩ đến tuyến sau người ta biết cái bệnh nhân này nè, ngoài cái gãy xương này nhưng mà có vết thương mạch máu, thì người ta ưu tiên là người ta phải mở cái vết thương mạch máu trước, xong rồi bắt đầu người ta mới xử lý dần dần những các bước sau. Da bị cháy nắng là tình trạng mà nhiều người gặp phải trong mùa hè bởi nền nhiệt độ cao cùng với sự tác động của tia tử ngoại có trong ánh nắng mặt trời gây ra. Điều này khiến cho da bị tổn thương, đau rát hoặc phồng rộp. Nếu không điều trị đúng cách sẽ gây tổn hại nghiêm trọng cho da. Vậy cần làm gì để xử lý làn da bị cháy nắng? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những chia sẻ của chị Phan Ngọc Dung, chủ tiệm chăm sóc da Ngọc Dung Beauty and Spa, huyện Tiên Lữ để có lời giải đáp. Làn da bị cháy nắng là làn da có những biểu hiện như sau. Thứ nhất là da của chúng ta sẽ bị đỏ, bị sưng lề, bị nổi lên những mụn rộp. Thậm chí nghiêm trọng hơn đó là sẽ gây ra những cái tình trạng như là đau đầu và mệt mỏi, sốt. Khi mà bị cháy nắng thì mọi người thường tìm đủ mọi cách để khiến cho làn da của họ phục hồi. Có rất là nhiều trường hợp mọi người hay dùng tẩy tế bào da chết, vì nghĩ rằng là tẩy tế bào da chết sẽ khiến làn da của họ quay trở lại như trạng thái ban đầu một cách nhanh nhất.
Tuy nhiên trên thực tế thì dù là các bạn có sử dụng tẩy da chết dưới dạng vật lý hay tẩy da chết dưới dạng hóa học thì nó không những không giúp làn da của chúng ta tốt hơn trong cái lúc đó mà nó còn khiến cho tình trạng da của chúng ta bị tổn thương nhiều hơn và thậm chí còn gây ra tình trạng viêm nặng hơn. Sau đây thì tôi xin hướng dẫn các bạn cách xử lý làn da bị cháy nắng. Thứ nhất là chúng ta có thể lấy một chiếc khăn thật sạch và to. Chúng ta hãy ngâm nó với cả nước mát. Các bạn lưu ý là chỉ nước mát thôi nhá, chứ không phải nước đá đâu ạ. Và đặc biệt là chúng ta cũng không được lấy nước trong bể bơi đâu, bởi vì nước trong bể bơi lúc ý là có chứa clo nên ra nó cũng rất là hại cho da, khiến cho da trở nên nhạy cảm hơn. Thì chúng ta sẽ lấy cái khăn có thấm nước mát, sau đó chúng ta đắp lên toàn bộ những cái vùng da bị cháy nắng, vùng da bị tổn thương từ 10 cho đến 15 phút. Hoặc nếu trong trường hợp có điều kiện thì chúng ta có thể ngâm trực tiếp cái vùng da cháy nắng đó với nước mát từ 10 đến 15 phút. Sau 10-15 phút chúng ta sẽ thấy da của chúng ta dịu hơn rất là nhiều. Bước tiếp theo là chúng ta hãy sử dụng gel lô hội hoặc là những loại gel phục hồi có chứa các cái thành phần dịu da như là parthenol hay là real island. Các cái thành phần này sẽ giúp len lỏi sâu vào trong làn da, giúp phục hồi và làm dịu da tức thì, để làn da của chúng ta quay trở lại như ban đầu được nhanh hơn. Thì hàng ngày chúng ta hãy sử dụng kem dưỡng ẩm 2 lần vào buổi sáng và buổi tối trước khi đi ngủ. Bên cạnh đó thì khi làn da bị cháy nắng đồng nghĩa với việc làn da của chúng ta bị mất nước rất là nhiều. Do đó mà hãy bổ sung bằng đường uống thật nhiều nước. Cái việc mà chúng ta bổ sung nhiều nước cũng sẽ khiến da của chúng ta phục hồi nhanh hơn. Với cái cách làm như trên thì sau từ 4 đến 5 ngày thì làn da của chúng ta sẽ đạt được hiệu quả quay trở lại như cái tình trạng trước được khoảng tầm khoảng độ 90%. Để tránh bị tình trạng cháy nắng thì chúng ta cần lưu ý những điều sau. Thứ nhất đó chính là chúng ta không nên đi ra ngoài đường vào những khung thời gian mà có biên độ nhiệt độ cao, tức là lúc ý đó là tia UV hoạt động mạnh nhất. Khung giờ đó rơi vào từ 11 giờ trưa cho tới 16 giờ chiều. Biện pháp thứ hai đó chính là chúng ta hãy sử dụng kem chống nắng đều đặn trước khi đi ra ngoài, kết hợp với cả các cái sản phẩm bảo hộ, ví dụ như là áo chống nắng, mũ chống nắng hoặc là kính chống nắng. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần phải uống nước đủ để làn da của chúng ta có sức đề kháng để chống chọi lại với các cái tác nhân từ ánh nắng mặt trời. Rối loạn tiền đình là bệnh lý gặp ở mọi lứa tuổi, phổ biến hơn ở người trưởng thành. Nếu không điều trị rối loạn tiền đình sớm, bệnh có thể gây ra những biến chứng khó lường, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và cuộc sống của người bệnh. Ngay sau đây, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Học, Phó trưởng khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về căn bệnh này. Xin chào bác sĩ ạ. Thưa bác sĩ, rối loạn tiền đình là gì ạ? Trước khi hiểu thế nào là rối loạn tiền đình thì chúng ta phải hiểu rằng hệ thống tiền đình của con người chúng ta gồm có hai hệ thống. Thứ nhất là hệ thống tiền đình ngoại biên và hệ thống tiền đình trung ương. Hệ thống tiền đình ngoại biên là cơ quan tiền đình nằm sau ốc tai ở khu vực tai trong, và hệ thống tiền đình trung ương gồm nhân tiền đình nằm ở thân não và tiểu não và các hệ thống dây thần kinh hướng tâm và ly tâm. Hệ thống tiền đình đảm nhận vai trò phối hợp các động tác của tay, chân, thân mình, mắt để duy trì trạng thái thăng bằng của cơ thể khi chúng ta hoạt động. Tất cả những cái nguyên nhân gây tổn thương hệ thống tiền đình làm cho cái tình trạng dẫn truyền, tiếp nhận và xử trí thông tin của hệ thống tiền đình bị rối loạn hoặc tắc nghẽn sẽ gây ra các cái rối loạn chức năng của hệ thống tiền đình. Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì rối loạn tiền đình thì sẽ có những triệu chứng như thế nào ạ? Thứ nhất đó là triệu chứng chóng mặt. Những cái dạng tổn thương khác nhau sẽ gây ra những triệu chứng khác nhau. Thường gặp nhất là trường hợp chóng mặt mà bệnh nhân cảm thấy đồ vật xung quanh mình hoặc là cảm thấy bản thân mình có cảm giác như quay tròn. Đấy là trường hợp có khi có tổn thương tiền đình ngoại biên. Ngoài ra còn có những dấu hiệu tổn thương tiền đình trung ương thì sẽ có những trường hợp là gây chóng mặt, là người bệnh cảm thấy cảm giác như bồng bềnh, như đi trên sóng, và các triệu chứng khác kèm theo như là mất thăng bằng, đi loạn trọng, đứng cũng không vững, đau đầu, buồn nôn, rung giật nhãn cầu, mất thính giác. Nguyên nhân nào thì gây ra căn bệnh này thưa bác sĩ? Nguyên nhân gây ra rối loạn tiền đình thì cũng chia làm hai nhóm. Thứ nhất là rối loạn tiền đình ngoại biên. Bệnh thường do các nguyên nhân như viêm dây thần kinh tiền đình, virus, quai bị, zona, thủy đậu, v.v. U của dây thần kinh số 8, sỏi nhĩ, bệnh lý viêm tai giữa cấp và mãn tính, vân vân. Còn những nguyên nhân gây ra rối loạn tiền đình trung ương như tai biến mạch máu não, nhồi máu não,
và hội chứng Waardenburg, vân vân. Thưa bác sĩ, vậy thì đối tượng nào có nguy cơ mắc rối loạn tiền đình ạ? Rối loạn tiền đình thì thường gặp ở người cao tuổi do hiện tượng lão hóa, hoạt động của cơ quan tiền đình cũng suy giảm. Tuy nhiên, với xã hội ngày nay thì rối loạn tiền đình ngày càng trẻ hóa. Những cái đối tượng là dân văn phòng, lao động trí thức do những cái công việc căng thẳng, stress quá và gây ra các cái triệu chứng về rối loạn tiền đình. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể gặp ở phụ nữ có thai. Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì điều trị và phòng ngừa rối loạn tiền đình sẽ như thế nào ạ? Rối loạn tiền đình có thể là một trong những dấu hiệu báo hiệu trước của đột quỵ não. Chính vì vậy, người bệnh khi có dấu hiệu rối loạn tiền đình cần phải đi thăm khám sớm để phát hiện và phòng trừ các biến chứng kịp thời. Người bệnh phải tuyệt đối tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ như dùng thuốc đúng chỉ định và đúng liều lượng. Ngoài ra thì chúng tôi còn có các biện pháp điều trị phẫu thuật khi bệnh nhân có thể có những khối u dây thần kinh số 8, có thể có những khối u ở não, có những trường hợp đặc biệt của rối loạn tiền đình mà điều trị không cần phải dùng thuốc, đó là trường hợp sỏi tai. Thì bình thường sỏi tai này nằm ở xoang nang, nhưng vì một lý do nào đó nó sẽ di chuyển lạc chỗ vào các ống bán khuyên và gây ra quá trình tiếp nhận và dẫn truyền sai lệch thông tin của cơ quan tiền đình và làm cho bệnh nhân xuất hiện các cơn chóng mặt dữ dội, đau đầu, buồn nôn và thậm chí là mất thính giác. Khi đó bác sĩ sẽ sử dụng các nghiệm pháp tiền đình, đó gọi là nghiệm pháp F-Play. Đây là một nghiệm pháp giúp thay đổi tư thế của bệnh nhân để đưa cái hạt sỏi nhĩ đó trở lại đúng vị trí của nó và làm cho người bệnh hết chóng mặt. Cảm ơn bác sĩ về những thông tin hữu ích ngày hôm nay ạ. Nhiều phụ huynh với tâm lý đồ ngoại là tốt nhất nên đã lựa chọn sữa ngoại cho con sử dụng với mong muốn đắt sắt ra miếng. Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng, với giá thành thấp hơn, sữa nội cũng có hàm lượng dinh dưỡng tương đương sữa ngoại. Phụ huynh có thể ưu tiên lựa chọn, đặc biệt là người có thu nhập thấp và trung bình. Tại một cửa hàng bán sữa công thức trên địa bàn thành phố, các sản phẩm sữa ngoại nhập khẩu chính hãng chiếm tới 60% sản phẩm bày bán. Khảo sát cho thấy giá sữa ngoại trên thị trường hiện cao hơn gấp 1,5 đến 2 lần sữa sản xuất trong nước. Cùng trọng lượng 400 g, giá các nhãn hiệu sữa bột dành cho trẻ từ 1 đến 3 tuổi có sự chênh lệch từ 150 đến 300 nghìn đồng trên một hộp. Người dân thì sử dụng tầm khoảng 60-70% là sữa ngoại nhập khẩu là chính, còn lại là 30% là sử dụng sữa nội. Do thói quen tiêu dùng cũng như là do sự tìm hiểu của các mẹ, hiện tại thì các mẹ có những hội nhóm sử dụng các dòng sữa nên là các mẹ sẽ truyền kinh nghiệm cho nhau và các mẹ sẽ tham khảo các cái kinh nghiệm để sử dụng sữa cho con. Việc lựa chọn sữa theo giá cả thực chất bắt nguồn từ tâm lý người mua theo đám đông. Khi em cho bé uống sữa ngoại thì em có hỏi qua các hội như kiểu các mẹ bỉm ấy, đấy thì là tư vấn cho em là dùng sữa ngoại đấy. Gia đình bà Nho ở thành phố Hưng Yên có cháu nhỏ 1 tuổi, nghe theo lời mách bảo của hàng xóm, thời gian đầu gia đình bà cũng cho cháu dùng sữa ngoại, tuy nhiên giá cả đắt đỏ nên đã chuyển sang sử dụng sữa nội. Cho cháu sử dụng sữa nội được 5 tháng nay và bà thấy chất lượng đảm bảo phù hợp với túi tiền. Lúc đầu là chúng tôi cho cháu dùng sữa ngoại nhưng mà giá thành nó đắt. Thì sau đó gia đình tôi là chuyển hướng cho cháu uống sữa nội thì chúng tôi thấy là cháu là ăn ngon mà ngủ tốt. Theo các chuyên gia, các dòng sữa nội đang ngày càng khẳng định được chất lượng không thua kém các dòng sữa ngoại nổi tiếng, giá cả phù hợp với túi tiền của người dùng Việt. Khác biệt lớn nhất giữa sữa nội và sữa ngoại thì đó chính là về phần giá cả. Thường thì sữa ngoại sẽ có giá thành đắt gấp đôi. Cả này nó không phản ánh là chất lượng của nó tốt hơn. Xuất xứ của sữa không hề liên quan đến chất lượng của sữa tốt hay là không tốt. Chúng ta phải phụ thuộc vào nhu cầu con em mình để lựa chọn loại sữa tốt nhất. Ví dụ như là muốn con em mình tăng cân thì sẽ chọn những loại sữa có nguồn năng lượng cao, sẽ đến từ các nguồn chất béo dễ hấp thu. Còn muốn tăng chiều cao thì sẽ lựa chọn những loại sữa có tỷ lệ canxi, phốt pho, vitamin D phù hợp. Phụ huynh không nên mua sữa cho con dựa vào quảng cáo hay theo phong trào mà nên chọn loại sữa vừa với túi tiền, phù hợp với thể trạng, độ tuổi và nhu cầu sử dụng của con em mình. Chương trình Cuộc sống khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.